sao mà chơi ngu dữ vậy nè. Nắng hơn em đi rồi xin để bà đi mòn gót chân luôn rồi, đi mòn gót chân luôn, chưa tới chỗ chết nữa. Ta xử lý đi vào lòng người luôn, chết ngắt con thú luôn, rồi hết biết đường lên luôn. Ê ê té chết cùng con gan nữa là ăn cứt luôn. À chưa chết mày. Chỉnh đường cho tao lên coi. Tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh. Tao kêu tránh đường, không tránh thì chết. Nhọn độc, nhọn độc, nhọn độc mà. Bò shot, bò shot, bò shot, bò shot, bò shot, bò shot. Phun lửa, phun độc. Phun cái gì? Múa hả? Múa không? À, mày. Rưới con này là đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Chết cha. Sao bị chói gì vậy? Chà, chỗ nãy mình chết rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ồ, nó quánh một cái 3000 máu kìa. Đúng mày không? Đúng mày không? Chơi ngon lý số nữa rồi. Chơi ngon lý số nữa rồi. Mà chà mày ba được. Chà mày ba được. Chim Raimon. Con đại bàng Raimon này cũng có số lắm á. Mà không có số với con này của mình. Có số lắm á bồ. Hú hồn hú dế cuối cùng lấy lên túi đồ. Ok. Big up. Xong rồi à. Đó. Xong rồi à. Đó rồi. Đưa con này vô quả cầu luôn. Ok. Cửa ghi gan thì đồ xét thôi. Yeah, Ken trời chúng tôi à. À chưa chết nữa hả? Chưa chết, tôi cho chết bạn ơi. Tưởng gì chứ muốn chết dễ lắm. Thôi. Ui da, té cái muốn gặp máu luôn vậy đó. Hy vọng hôm nay sẽ bắt được cái con gì hot hot một chút nha. Ôi trời. Ôi trời ơi. Bạn lại phun lửa tôi. Thấy bạn tôi tính chào mà bạn phun lửa tôi thì bạn xong rồi. Tôi là tính chào bạn mà bạn phun lửa tôi thì bạn xong rồi. Ây da. Ây da, con gì bắn độc dữ dữ vậy? À con rồng. Trời ơi. Tôi là tính chào mấy bạn phun lửa tôi thì bây giờ xong rồi. Mấy bạn xác định rồi. Ô con ngựa điện nữa nè, con ngựa một xin giang khe luôn. Vàng kìa, vàng kìa, vàng kìa, gãy cổ. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đằng này, cái gì đằng này, cái gì đằng này, cái gì đằng này. Ủa con gì quánh tới 6000 dữ vậy? 6000 dữ vậy? Ui dù 6000 dữ vậy? 6000 dữ vậy? 6000 dữ vậy? Châu vậy? Ây da, sao vậy, gì nữa rồi?
Thấy mẹ chạy 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 cái chạy cái chạy cái chích con đi về rồi chích con mẹ rồi. À lại con cù này quánh đau lắm. Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em. Con cù nó điên rồi, con cù điên. Nó quánh một cái 40.000 máu á. Con cù điên. Bà bị điên rồi, quánh gì dữ vậy? Còn máu cái trời trời nó quánh máu như con đẻ. Cũng mạnh ghê quá. Nó có chút ép mà nó quánh cái 40.000 máu. Raptor nữa rồi. Wow, con rồng gì đẹp quá. Wow, con rồng gì đẹp quá ta. À, phun lửa à, phun lửa à, phun dữ để bồn. Ù lắc luôn mày ơi. Cái rồng này đẹp quá. Từ từ tìm cách bắt nó chứ đâu bắt nó khơi gì được. Đây đây rồi đây rồi. Nhìn nhìn bắn nó thử được không ta. Chắc được á, mà nó bay không có nổi bắn không được. Bay nhanh lắm, sao bắt, sao bắn. Bây giờ mới vô cái bẫy quá, chắc phải làm cái bẫy. Giờ mới vô mấy cái bẫy thì mai ra bắt được nó chứ. Ồ nó bay, bay như chim. Chưa bắt được con rồng nào ta ơi, nó bay quá trời bay. Cù quánh sập cây chứ. Chà, cái khu khắc nước đẹp lắm à. Tí gần rồi. Càng lướt tất cả luôn rồi. Đi tới đâu giết tới đó. Chưa có đối thủ nào xứng tầm ngoại trừ con cù. Con cù nó hắt. Này chơi lại. Rồi mình sẽ bắt một con mà chơi được con cù đó ngay. Đợi đó. Rồi sẽ có một ngày mình bắt được một con mà chơi được con cù đó luôn. Không nhận nó làm cái con ngựa trâu thiệt ha. Chắc phải tầm bao nhiêu máu nha. Ai con rồng còn đẹp dữ nữa nè. Wow, chắc con rồng bôi xanh quá. Thiệt. Từ từ. Quay đằng trước nè. Đâu rồi? Ơi ơi, hụt lất. Bay nhanh quá. Đuôi ơi, chút. Rồi rồi. Lắm. Đúng rồi. Sớm chưa? Hai viên rồi. Sớm chưa? Đi. Còn viên cuối cùng nha. Không trúng nữa thì đi bụi. Dạ dạ. Đau bộ, đau bộ. Có điều khiển đi bay. Đúng rồi. Mà nó không chịu. Nó không chịu thì nó đi bụi. Bà mẹ ăn cọc. Mày không chịu xỉu á. Tại mày không chịu xỉu chứ bộ. Mày chịu xỉu tao bắt mày rồi. Bắn hết đạn luôn, nó không xỉu thì chịu. Chỉ hát ai trở lại. Lại xuống khu này chơi ta. Wow, con thác nước này chắc
thôi thôi, té té qua khu này thì còn đi đi trên lên lên trên này có lý nữa. Sao quay đầu khó vậy nè. À đây có con roi mồi ấy nè, con roi mồi, con này cũng ok phết á, con này cũng mạnh lắm á. Con này cũng ok phết á chứ bộ đùa đâu. Hai con quét độc luôn, hai con quét độc luôn. Quét rồ độc với chúng tôi á. No Gigant. Khó ghê bay. Để gặp thêm con nữa nè. Ô cắn cái 12.000 máu bay. Ném con ngựa ra lấy cái ấy trong người nó cái. Để mình lấy máu trong người ngựa. Đi, ông lộn ông lộn. Không nhầm không nhầm. À đây đi, có cái con này pha máu được nè. Đang thiếu máu. À ngon 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 ngon. Bồng bộ đồ vô cái, bồng bộ đồ vô cái, bồng bộ đồ vô cái nha. Lạnh quá lạnh quá lạnh quá. Bồng bộ đồ vô cái. Còn bộ nào không vậy? Có quần nữa không? À, đỡ lại này, đỡ lại này. Đây rồi, đây rồi, bắt con này cái, bắt con này cái. Không biết là chĩa này xỉu không nữa hay là đi bụi nữa mà sợ lắm á. Cái chĩa này cũng ok lắm à. Xỉu bạn. Vũ hồn. Dừa đâu rồi, trái dừa đó rồi. Con này bắt con trái dừa nhanh lắm. Dừa đó hết rồi trời. Ai trời, farm nãy giờ năm mấy. Năm mấy ấy rồi. Đúng không? Năm mấy trái dừa. Ủa vậy năm mấy viên kim cương rồi. Ôi là ngon. Mỹ tập sao là giàu rồi đó. Tập sao là giàu rồi. Kiếm mấy con rồng rai mồ bắt chứ. Chứ còn thường thường không bắt nó đâu. Về với này chế là quá chục đạn luôn. Mấy chục đạn luôn. Đâu tiêu là dừa đâu mà trời. Đây. Rồi thu nó vô quả cầu. Nó vô quả cầu em mới về. Eternal Terry No sao đó. Thu lâu ghê vậy. Thu lại là nó cái túi đồ nó luôn. Cái dừa còn chứ. Back up con này, back up con này. Back up rồi, đi thôi. À, thoải mái cho con này cái nữa. Quá chế độ luôn. Tăng một chút tốc độ di chuyển đi. Speed lên. Chạy. Chà cái này để hơi bị xa nhà dữ ạ. Ui, loại mồ. Con đi ra loại mồ. Hai con luôn. Để từ từ nha. Ê, từ từ. Từ từ mày thả nó xuống giết tao rồi. Giết một con trước nha. Giết một con cái này, giết một con cái đi. Giết một con bỏ. Giết một con bỏ, phải chấp nhận hy sinh rồi. Giết một con bỏ. Bên kia còn con không sao. Chết đi bạn. Bạn không có cửa nào mà ăn tôi được. Đỏ máu xây xác rồi chứ gì. Đỏ máu xây xác rồi chứ gì. Rồi ok. Chỉnh con này bắt siêu. Cửa này qua, cửa này qua. Cửa này qua bắt gì vậy. Ê. Đi anh đọc. Nó cạp một cái kìa bê ơi.
Ủa con này Gigan độc mà. Mẹ tưởng Gigan Primal, nhìn cái màu kìa. Trời nó bồn. Nhìn mẹ hơi bị lâu rồi. Trời ơi cặp chứ tám mấy ngàn kìa. Con thú mình bị điên rồi cặp kìa. Trời ơi cặp. Nguy gan mình điên rồi, 80 mấy ngàn. Theo tao mày. Trời ơi, mình tin tưởng con kia con. Mình giết con Rai Mộ uổng kia bay. À đây con Rai Mộ nè. Tưởng nhầm nhìn nhầm chứ. Khoan để xem coi còn cái gì không. Từ từ nha, không biết là khó lắm ạ. Sao chết nhắc vậy. Ủa nó bị con kia giết rồi bê ơi. Hai đằng kia có con T-Rex. Không sao không sao không sao. Đi theo lại đi ta. Ủa con người máy gì mà dữ vậy. Đi xem nó solo 600 mà. À con này có 600 máu mà sao quánh lại con Gigan kia ta. Quầy quầy quầy. Đằng này có thêm con Gigan nữa phải không. Hay con T-Rex. Hình như là con T-Rex. À con T-Rex. Ôi. Ôi đừng có dây vô con đó. Té đi. Ô con kinh công. Nhìn mở anh bao nhiêu máu đây. Ô coi nha bộ. Coi con kinh công bao nhiêu máu. Hoài. Tốt nhất là đừng lại gần nha. À có 500 máu à. Alpha Indominus Rudy ra. Indominus. 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 Ê bánh sát ra là. Mình bị khùng luôn à, nó tự điều khiển á. Nó quánh chó nó tự quánh luôn à, hết biết đường luôn. Chạy tới Mỹ Tho luôn. Còn năm mấy giây nữa mình mới được điều khiển. Này, con Gigan của mình yếu à, không biết quánh lại nó không. Chết bà, thôi chạy bộ ấy. Chết bà, gãy cổ hay gì vậy? À đâu. Ui trời ơi, tưởng thế nào. Ok. Máu cho cái. Cái gì vậy nè. Hoài, tưởng thế nào. Con này chắc mình còn bao nhiêu máu. Ui trời, con khỏe re. Con nó bánh thuông nhờ, con cù. Tưởng thế nào. Ai chà, chắc phải dừng clip tại đây thôi. Chà, dừng clip tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Mình sẽ còn tiếp tục ra thêm video này nữa. Ở tập sau thì chắc chắn mình sẽ mạnh hơn nhiều rồi. Tại vì mình farm rất là nhiều đồ nè. Ok, bye bye mọi người nha.